Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Ngang Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến bà con về cái mỏm ốc mà bên em kinh doanh. Em có giới thiệu đến bà con là các cái mỏm ốc là 7 từng tuổi, 5 từng tuổi và 3 từng tuổi. Thì hôm nay em xin tiếp tục gửi đến bà con về 4 cái mỏm ốc. Đó là mỏm ốc mờ bu từng tuổi, mỏm ốc bu 2 từng tuổi, mỏm ốc lát 2 từng và mỏm ốc lát 3 từng tuổi. Như bà con thấy đây là cái mẫu ốc lát 3 từng tuổi. Thì cái mẫu ốc lát 3 từng tuổi này là nó ta nằm ở kích thước bằng hạt bắp nha bà con. 3 từng tuổi. Thì với cái giá là bên em niêm yết sẵn. Bà con có thể tham khảo dưới phần mô tả đó, bên em để đầy đủ về giá cả của các cái mẫu ốc. Còn bên đây là mẫu ốc lát 2 từng tuổi. Thì nó kích thước nó bằng cái hạt đậu xanh. Thì còn bên đây, đây là mẫu ốc bu 2 từng tuổi. Thì nó nằm hạt đậu xanh trở lên cho tới gần hạt bắp thôi. Có những con sẽ bằng hạt bắp. Còn bên đây sẽ là mẫu ốc bu 1 từng tuổi. À, nó bằng hạt đậu xanh đó nha bà con. Những cái mẫu mà 1 tầng, 2 tầng và 3 tầng này thì nó độ thích nghi rất là cao. Bà con cứ an tâm nuôi, là chuyển được rất là xa, cũng như là thích nghi được rất nhiều nguồn nước. Và những cái mẫu mà từ 5 tầng đến 7 tầng chuyển dần thôi. Đối với nuôi thương phẩm là bà con nên lấy cái mẫu 1 đến 2 tầng. Thì nuôi nó sẽ, thứ nhất là cái con giống cái giá nó thấp, thứ hai là nhiều đầu con. Thì bà con nuôi bất kỳ con gì á, là chúng ta cũng mua con giống, chúng ta quan tâm tới cái đầu con. Cái đầu con chứ không mua theo con, chứ không ai mua theo ký cả. Người ta quan tâm mấy ký là chỉ để phân biệt được là nó một ký nó bao nhiêu con thôi. Một ký nó bao nhiêu con để biết được cái kích thước, cái trọng lượng của con giống. Với cái mẫu ốc bu 2 từng tuổi nè, mẫu này là 1 kg nó đạt được từ 12 đến 15 ngàn con trên 1 kg. Còn mẫu ốc bu 1 từng tuổi là 1 kg nó từ 20 đến 25 ngàn con trên 1 kg. Và mẫu ốc lát 3 từng tuổi thì 1 kg nó từ 8 đến 10 ngàn con trên 1 kg. Còn mẫu lát 2 từng tuổi thì 1 kg nó rơi vào từ 12 đến 15 ngàn con trên 1 kg. Khi mua con giống thì bà con nên quan tâm tới cái đầu con. Khi mà đầu con càng nhiều thì bà con nuôi lên thương phẩm nó sẽ nhiều lên. Thì thương phẩm thì chúng ta cũng tính từ con, từ ra 30 con một ký đối với mẫu ốc bu. Còn mẫu ốc lát thì nằm thương phẩm tầm 60 con một ký. Những cái mẫu này là nuôi bà con nuôi từ 3 đến 4 tháng. 4 tháng thì bà con sẽ lên được thương phẩm. Bà con cứ cho ăn bèo cám này. Bèo cám là cái nó sẽ mau lớn nhất đối với tất cả các loại thức ăn khác. Thì bèo cám là loại thức ăn rất là tốt. Cái giá thì bên em niêm yết sẵn hết á. Bà con cứ tham khảo được thì bà con cứ đặt hàng cho bên em. Đặt hàng thì bà con cứ kết bạn Zalo, cái số Zalo đặt hàng bên em có để dưới phần mô tả đó, bà con cứ kết bạn và đặt hàng qua cái số Zalo đấy. Thì cái số Zalo thì bà con đừng có lo, bà con đặt thì em sẽ trả lời. Nói chung là sẽ trả lời chậm, từ 1 đến 2 ngày bên em sẽ trả lời tới. Nhưng mà bên em sẽ chốt, đọc được tin nhắn là bên em sẽ chốt và lưu lại. Nên bà con đừng có sợ là bên em không nhận. Thì con cứ đặt là em sẽ nhận. Quy trình bán hàng của bên em là bán hàng theo ai đặt trước thì sẽ có trước, còn đặt sau thì có sau. Thôi thì cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.